Lời giới thiệu: tập thơ Mùa Kỷ Niệm, tác giả Vũ Trọng Tân, là chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 550, trung đoàn 5 Yên Tử, sư đoàn 350 Hải Phòng. Nguyên là trinh sát tiểu đoàn D54 Quảng Nam Đà Nẵng năm 1971 đến năm 1976. Kính thưa các đồng chí và các bạn, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã qua đi, nhưng biết bao cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn D550 và các tiểu đoàn khác của trung đoàn 5 Yên Tử đã ngã xuống trên khắp các chiến trường miền Nam, Campuchia và Lào. Đền liệt sĩ của trung đoàn 5 Yên Tử được thành lập năm 2019 để ghi danh gần 30.000 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong tổng số 72.000 quân đưa vào chiến trường. Ngoài ra, còn hàng ngàn thương bệnh binh mang chất độc màu da cam. Đó thực sự là một cuộc chiến tranh gian khổ, ác liệt và hy sinh. Mỗi người lính của tiểu đoàn, trung đoàn cần phải ghi nhớ với những ký ức của riêng mình. Tập thơ Mùa Kỷ Niệm được tôi viết với cảm xúc chân thành của một người lính trong những hoàn cảnh khác nhau ở chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng. Sau cùng là những sắc màu tình cảm khác nhau trong cuộc sống sau chiến tranh. Tôi xin trân trọng giới thiệu tập thơ Mùa Kỷ Niệm qua giọng đọc truyền cảm của cô giáo Thu Trang. Xin mời các bạn lắng nghe.